Từ trước đến nay, đồng tiền nhàn rỗi thường được gửi gắm vào các kênh gửi tiết kiệm, mua bất động sản hay đầu tư chứng khoán, vàng ngoại tệ. Tuy nhiên, trong lúc thị trường chưa bước vào chu kỳ phục hồi, thì kênh tiết kiệm được nhắc đến nhiều hơn. Theo các chuyên gia kinh tế tài chính, xu hướng đầu tư cá nhân năm 2014, gửi tiết kiệm vẫn là kênh an toàn, hiệu quả. Đồng tiền sinh lãi lớn nhất là đồng tiền gửi vào ngân hàng, bởi dù sao, đồng tiền đó cũng để không phải làm gì mà vẫn được hưởng lãi. Thế thì rõ ràng là trong cái bối cảnh hiện nay ấy, thì nó cũng tạo ra một cái sự lưỡng lự nhất định. Một phần thì cái sự khởi sắc kinh tế nó cũng chưa đủ mạnh để tạo ra một cái sự hấp dẫn rất là cao. Nhất là nếu người ta chỉ nhìn ngắn hạn vào sản xuất kinh doanh. Mặt khác thì trong cái đầu tư tài chính ấy, thì người ta có thể có nhiều lựa chọn. Lựa chọn ấy phụ thuộc vào cái nguồn tiền, vào cái khả năng tài chính, rồi thì vào cái mức độ dám chấp nhận rủi ro đến đâu của mỗi người lựa chọn cái đầu tư tài sản tài chính. Có người chọn an toàn hơn thì có thể là cái đầu tư vào gọi là gửi tiền tiết kiệm. Đấy là một cái kênh rất là an toàn và nó vẫn đảm bảo được là không bị lỗ so với mức của lạm phát. Các số liệu về huy động vốn cũng chứng minh thực tế là những cá nhân sở hữu nguồn tiền nhàn rỗi thường chọn cách gửi tiết kiệm. Chỉ tính riêng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, số liệu của Cục Thống kê cho thấy tổng vốn huy động trong tháng 1 năm 2014 trên toàn thành phố đạt 1.170,8 nghìn tỷ đồng, trong đó tiền gửi tiết kiệm chiếm 48,6%, tăng 22,1% so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia tài chính, số lượng tiền gửi tiết kiệm sẽ gia tăng hơn vào dịp đầu năm mới 2014 khi mà lượng tiền mặt trong dân gia tăng. Xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cho thấy kênh gửi tiền tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư khá được ưa chuộng hiện nay. Bên cạnh yếu tố an toàn, sinh lời hiệu quả thì một số ngân hàng đã tích hợp thêm một số ưu điểm cho người gửi tiền, ví dụ như là tặng thêm gói bảo hiểm. Và đây được xem là một trong những đặc điểm mà được khá nhiều người gửi tiền ưa chuộng hiện nay. Tìm hiểu về huy động tiền gửi tiết kiệm tại một ngân hàng, chúng tôi được biết có nhiều sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu của các đối tượng có nhu cầu tài chính khác nhau. Song sản phẩm gửi tiết kiệm An Lộc, sản phẩm hướng đến huy động tiền gửi tiết kiệm từ nhóm người trưởng thành, cũng là nhóm có nguồn tiền nhàn rỗi khá cao, đang được nhiều người dân quan tâm. Ông Kiệt là một cán bộ viên chức. Suốt nhiều năm làm việc, ông tích lũy được một số tiền nhàn, rồi muốn gửi tiết kiệm và hiện đang tìm hiểu tại ngân hàng để chọn được hình thức gửi tiết kiệm phù hợp. Tôi có 50 triệu, chưa có làm gì hết, nên tôi tới ngân hàng, nhân viên ngân hàng tư vấn cho tôi là gửi tiết kiệm An Lộc, lãi suất cao và có bảo hiểm phòng ngừa những khi đau ốm. Theo các chuyên viên của ngân hàng phát hành sản phẩm, một yếu tố mà sản phẩm tiết kiệm An Lộc được người dân quan tâm đó là tiết kiệm kết hợp với tặng bảo hiểm. Khi tham gia gửi tiết kiệm, người gửi sẽ được tặng gói bảo hiểm sức khỏe và tai nạn trong vòng 1 năm, tối đa lên đến 280 triệu đồng. Đối với cái sản phẩm mà tiết kiệm An Lộc thì người gửi tiền ngoài cái việc hưởng lãi suất giống như là sản phẩm tiết kiệm thông thường thì còn được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm, bao gồm các cái bảo hiểm về tai nạn lao động, các cái trường hợp và điều trị nội trú và ngoại trú, thì đó là một trong những cái đặc điểm rất là hữu ích và rất là hay của cái sản phẩm tiết kiệm An Lộc này. Theo quy định thì để đảm bảo đủ cái điều kiện mà tham gia và được hưởng các quyền lợi bảo hiểm này thì người gửi tiền phải đáp ứng một số các cái điều kiện sau đây. Một là cái độ tuổi từ 18 tuổi cho đến 65 tuổi. Thứ hai nữa là người gửi tiền là không mắc các bệnh về tâm lý giống như thần kinh, về ung thư, vân vân. Và người gửi tiền là không bị thương tật toàn bộ hay vĩnh viễn mà là có mức thương tật từ 80% trở lên, thì đó là một trong những cái điều kiện chính để mà được hưởng cái bảo hiểm đối với cái sản phẩm tiết kiệm An Lộc. Khi mà có cái sự kiện bảo hiểm xảy ra thì Techcombank có thể đại diện cho công ty bảo hiểm nhận cái hồ sơ đề nghị bồi thường bảo hiểm từ phía khách hàng, và Techcombank sẽ làm việc với công ty bảo hiểm để mà tiến hành các cái thủ tục bồi thường cho khách hàng. Thì đối với cái sản phẩm này thì khách hàng có thể nhận cái tiền bảo hiểm tại bất cứ một cái phòng giao dịch hay là chi nhánh nào thuộc trong mạng lưới của Techcombank. Với những người có tài chính ổn định và quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân thì nên lựa chọn sản phẩm tiết kiệm An Lộc để phát huy hiệu quả cao nhất. Và hy vọng là những thông tin vừa rồi đã mang lại cho quý vị thêm sự lựa chọn cho các quyết định đầu tư của mình. Và xin cảm ơn Ngân hàng Techcombank đã hỗ trợ thông tin cho chuyên mục.